Sách biên khảo Điển tích truyện Kiều, tác giả Nguyễn Tử Quang, người đọc Trân Châu. Chương 16 Tin Nhạn Vẫn, lá thư bời. Kiều cam bề tiểu tinh, tú bà nổi tam bành, số còn nặng nghiệp má đào. Tin Nhạn Vẫn, lá thư bời. Tú bà bắt Kiều đến lại thần Mài Trắng, Bạch Mi và mụ cầu nguyện để thần phò hộ cho lầu xanh của mụ được đông khách, làm ăn thịnh vượng, có câu muôn nghìn người thấy cũng yêu, xôn xao quanh yến dập diều trúc mai. Tin Nhạn Vẫn, lá thư bời, đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Tin nhạn là tin tức do chim nhạn đem lại, ý chỉ tin tức thư từ. Tô Võ Tự Tử Khanh đời Tây Hán, làm quan triều Hán Nguyên Đế, lúc bấy giờ hôn nô sang xâm lấn Trung Nguyên, Hán thất bại, vua Hán phải sai Tô Võ làm sứ sang hôn nô xin giảng hòa. Chúa hôn nô thấy Tô Võ ứng đối cứng cỏi, lưu loát, tỏ ra người có ý chí, tài ba, nên ý muốn thu dùng, tìm lời dụ hàng nhiều lần nhưng không kết quả. Chúa hôn nô không chán nản, truyền cho Vệ Luật vốn là người Hán đầu hàng, lấy tình đồng bang, đồng thời lấy lời ngon ngọt khuyên nhủ, Vệ Luật đến nói với Tô Võ: Tô quân nếu không bằng lòng tất bị giết, chịu chết như thế phỏng có ích gì, chỉ bằng đầu hàng tài hèn như tôi mà còn được trọng dụng, huân chi bậc đại tài như Tô quân thì tất được phong dương bái tướng, sự phú quý to hẳn cầm chắc trong tay. Tô Võ đứng khoắt dậy, đưa tay chỉ vào mặt Vệ Luật: Ta không ngờ nhà ngươi lại vô lương tâm đến thế, đã múi mặt thờ kẻ thù để cầu dinh, tưởng không còn dám trong ta, nào ngờ nhà ngươi mài dày mặt dạng, dám giác mặt đến đây dụ ta đầu hàng. Hãy cục ngài, chớ nhận ta là người cùng nòi cùng nước nữa, vì nòi giống Trung Nguyên không bao giờ có hạng vô sĩ như nhà ngươi. Bị sĩ nhục thậm tệ, Vệ Luật đỏ mặt xấu hổ trở về, tâu hết lại cho chúa hung nô và xin giết đi. Chúa hung nô thâm độc mỉm cười nói: Nó muốn chết phỏng có khó gì, nhưng ta có cho nó chết ngay đâu, ta phải làm cho nó phải chịu những hình phạt để xem cái gan của nó to bằng nào. Rồi chúa hung nô truyền giam họ Tô vào một cái hầm đất tối tăm, hàng ngày không cho ăn uống gì cả. Tô Võ bị giam trong hầm, chiếu chăn không có, ngày đêm lại có mưa tuyết, đã lạnh lại đói, chẳng biết lấy gì ăn cho đỡ lòng, đành phải lượm lấy những cục tuyết và nhặt những lông áo chiên nhai ăn cho đỡ đói. Đến năm hôm, chúa hung nô cho người đến dò xem thì thấy Tô ngồi trầm hẳm, vẻ mặt như thường, lấy làm lạ. Chúa hung nô truyền đài Tô Võ lên Bắc Hải là miền hoang vu, quanh năm da rét, giao cho một đoàn dê đực bắt phải chăn nuôi và ra lệnh chừng nào đàn dê ấy đẻ con thì mới cho về nước. Biết rõ tâm địa đê hèn bạo ác của chúa hung nô, Tô Võ chỉ mỉm cười. Nhờ lúc còn bé sống ở gia đình, Tô được luyện tập chịu đựng khổ cực, mùa hạ đưa mình bên lửa nóng, mùa đông lại mình trần tắm ngoài tuyết gội mưa, nên Tô xem thường cảnh vất vả đỏ đài. Ở Bắc Hải, ban ngày Tô Võ đuổi đàn dê ra một bãi cho tự do đi lại kiếm ăn, còn Tô thì tìm bắt những chuột đồng và đào rễ cỏ tạm sống qua ngày. Tối đến lại dồn đàn dê vào hầm nghỉ. Ở đây, ngoài đàn dê làm bầu bạn, Tô Võ còn có cờ tiết mao của vua giao cho khi đi sứ, là biểu hiện một sứ mệnh trọng đại, Tô luôn luôn cầm giữ trong tay. Tháng luận ngày qua, trải năm này qua năm khác, những lông trên chõm cờ dần rút rụng, chỉ còn trơ lại cái cán không. Ở sa mạc Bắc Hải lâu năm, một hôm Tô Võ nghĩ ra một cách viết thư về hãng báo tin. Tô xé một mảnh lụa áo, cắn móng tay lấy máu viết làm nhiều bức thư, rồi buộc vào chân chim nhạn mà Tô bắt được, thả cho chúng bay đi. Về mùa đông, nhạn ở Bắc Hải đổ về Trung Nguyên tìm hơi ấm và làm ổ. Chúng bay đậu ở vườn thượng lâm của nhà vua, quan giữ vườn bắt được nhạn có mang thư, lấy làm lạ dâng lên nhà vua. Vua Hán mở ra xem mới biết Tô Võ còn sống ở một chỗ cực kỳ khổ sở, lấy làm vô cùng thương xót. Mãi đến 19 năm,
nhà Hán đánh bại được Hung Nô, chúa Hung Nô xin cầu hòa. Vua Hán buộc đưa Tô Võ về nước. Chúa Hung Nô bảo rằng Tô Võ đã chết từ lâu. Vua Hán đưa thư của Tô Võ cho xem. Chúa Hung Nô kinh hãi, nghĩ rằng Tô là một vị thần, đành sai một đạo quân hộ tống Tô đến biên cảnh đưa về nước. Chiêu quân Vương Tường, một cung phi tuyệt đẹp của Hán Nguyên Đế, trong khi nhà Hán bị thất bại, nàng phải bị đưa sang cống chúa Hung Nô. Khi đến ải Nhạn Môn, nàng xé vạt áo lụa, cắn móng tay, lấy máu viết thư buộc vào chân chim nhạn để gửi về vua Hán. Trong Chinh Phụ Ngâm, bản diễn nôm của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, tả tình cảm của người chinh phụ trong tình chồng có câu: trải mấy thu tinh đi tinh lại, tới xuân này tinh hải vắng không. Thấy nhàn luôn tưởng thư phong, nghe hơi sương xăm áo bông sẵn sàng. Thấy nhàn là thấy chim nhạn, tức thấy tinh. Theo nguyên tác bằng Hán văn của Đặng Trần Côn là kiến nhạn uổng nhiên tái bạch. Tái bạch là lụa ngoài ải, tức là lụa của Tô Võ, cũng như lụa chiêu quân xé viết thư để báo tin. Trong Cung Quán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều, đoạn diễn tả nỗi buồn trách thân phận vì thất sủng, lòng mong mỏi đón chờ đấng quân vương có câu: ngày sáu khắc tinh mông nhạn vắng, đêm năm canh tiếng lắng chuông rền, lạnh lùng thay giấc cô miên, mùi hương tịch mịch bóng đèn thâm u. Tinh nhạn hay tinh hồng đều chỉ tin tức. Nhạn là chim ngỗng trời, con mái là nhạn, con trống là hồng, nhưng dùng chung là nhạn. Tinh nhạn vẫn là thư nhạn lởn vởn, ý nói rất nhiều tin tức đưa đến. Lá thư bời là thư từ bời bời, ý nói nhiều lần, nghĩa cũng như tinh nhạn vẫn, cả câu cùng một ý, nhiều tin tức thư từ đưa đến nườm nượp, nhưng câu chia làm hai vế, ý được nhắc lại hai lần để thêm mạnh và lời thêm đẹp. Kiều cam bề tiểu tinh, tú bà nổi tam bành. Kiều đã bán mình và thất thần với Mã Giám Sinh. Mã đưa Kiều về Lầu Xanh giao cho tú bà. Mụ buộc Kiều lại mụ và Mã Giám Sinh để nhận Kiều làm con nuôi. Kiều bấy giờ mới biết tú bà là vợ của gã họ Mã, nên nàng trần tình có ý vác bé lại và tự nhận là vợ lẽ. Nàng rằng phải bức lưu ly, phận hèn dân đã cam bề tiểu tinh, điều đâu lấy yến làm quanh, ngây thơ chẳng biết là danh phận gì. Đủ điều nạp thái du quy, đã khi chung chạ lại khi đứng ngồi, giờ ra thay bực đổi ngôi, dám xin gửi lại một lời cho minh. Mụ nghe nàng nói hay tình, bây giờ mới nổi tam bành mụ lên. Tiểu tinh nghĩa đen là sao nhỏ, nghĩa bóng chỉ phận lẻ mọn, tức người vợ lẻ. Tiểu tinh nguyên lấy chữ thơ tiểu tinh trong kinh thi. Thơ tiểu tinh gồm có hai chương. Trên trời lấp lánh sao thưa, năm ba ngôi nhỏ lập lờ đông phương. Đêm đi rảo bước vội vàng, kìa ai sớm tối bên giường chúa công. Duyên đồng mà phận chẳng đồng, trên trời lấp lánh sao thưa, sao hôm rồi lại sắp mờ sao mai. Đêm đi vội vã bước dài, ôm chăn ôm gối lấy ai bạn cùng. Duyên đồng mà phận chẳng đồng. Bài thơ tiểu tinh mượn là người vợ lẻ mọn để diễn đạt tư tưởng an phận thủ thường, cam chịu định mệnh. Ban ngày, người vợ lẽ không dám đến gần tiếp xúc với đấng phu quân, sợ vợ cả bắt gặp, phải đợi đến đêm sao mọc, nàng mới dám đến lén lút với chồng, để rồi lại vội vàng lén lút trở về phòng mình. Khi đằng đông sao sắp lặn, nghĩa là trước khi trời sáng. Lời lẽ trong thơ tiểu tinh tuy so sánh thân phận khổ đau buồn tuổi với người vợ lẽ với thân phận hạnh phúc
ấm áp của người vợ cả, nhưng không tỏ ý ghen tuông, chỉ có cam chịu với số kiếp. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã cực tả cái thảm cảnh này với vẻ hằng học: kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm thì mười quả hay chăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Cố đắm ăn xôi, xôi lại hẩm, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Thân này dí viết đường này nhỉ, thà trước thôi đành ở vậy xong. Chém cha thật đanh thép, biểu lộ vừa tủi thân vừa căm hờn. Ở đây Kiều đành chấp nhận như thế một cách dễ dàng. Ở chế độ phong kiến, lấy lẽ làm lẽ là một lẽ thường. Giả lại, trước hoàn cảnh này, Kiều không còn cách phản ứng mạnh mẽ nào hơn. An phận tùy duyên, giá thử Kiều có biết đường này nhỉ, tức cũng phải chịu. Vậy mà, khi nghe Kiều tỏ bài sự việc và cam phận tiểu tình, thì mụ Tú Bà còn nói tam bành. Tam bành là gì? Đạo gia cho rằng, cái thần của con người ở vào ba nơi: một ở ốc, hai ở tim, ba ở dạ dày. Theo sách Chủ Nhân Quyền Ảo thì cái thần ấy có thể làm hại người. Ba nơi chư thần đó đạo gia gọi là tam thi. Theo sách Thái Thượng Tam Thi Trung Kinh thì thượng thi tên bành cử vốn ở đầu con người, trung thi trên bành chất ở bụng, hạ thi tên bành kiêu ở chân. Ba thần này gọi là thần tam bành, hay xúi dục người làm bậy. Người thường tin rằng những sự nóng nảy, giận dữ đều do thần tam bành xúi dục gây ra để cho con người dễ làm bậy. Mụ nghe nàng nói hay tình, bây giờ mới nổi tam bành mụ lên. Tam bành, từ riêng biến thành từ chung để trở nên một thành ngữ chỉ sự nổi giận đùng đùng, tàn ác hành hung của Tú Bà. Mặc dầu Kiều bằng lòng xin làm vợ lẽ, nhưng thực tế không phải mụ ghen tuông mà là tức giận vì Kiều đã mất trinh do tên họ Mã đã nước trước bẻ qua. Như vậy, mụ phải mất một số tiền lớn đối với khách hàng. Dương Tôn công tử vốn thích tiền qua chưa bị ai đi nước trước, cho nên mụ rống lên: Mào hồ đã mất đi rồi, thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma. Rồi mụ dùng những lời xỉa xói đánh đá dồn dập để trút tội lỗi lên đầu Kiều. Lão kia có dở bài bay, chắn văn vào mặt mà mày lại nghe. Cớ sao chịu tốt một bề gái thường mà đã ngứa nghề xóm sao? Số còn nặng nghiệp má đào. Mã giám sinh đưa Kiều về lầu xanh ở Lâm Tri. Tú Bà biết Kiều đã bị gã họ Mã là mất trình nên nổi tam bành, đánh đập tàn nhẫn Kiều, đã sẵn giấu con dao trong tay áo. Kiều toan tự tử, Tú Bà hốt hoảng sợ bị án nặng nên cùng người trong lầu xanh cố giữ lấy Kiều, đưa Kiều vào hiên sau. Kiều bất tỉnh trong cơn mê, Kiều nghe có tiếng người tức đạm tiên rỉ rằng: nhân quả dở dang, đã toan trung nở đoạn trường được sao? Số còn nặng nghiệp má đào, người đã muốn quyết trời nào đã cho. Hãy xin hết kiếp liễu bồ, sông tiền đường sẽ hẹn hò về sao? Má đào tức gò má đỏ như quả đào chín, cũng như má hồng chỉ người gái đẹp. Người đời Xuân Thu, chúa chư hầu nước Sái và chúa chư hầu nước Tức đều lấy gái nước Trần làm phu nhân. Phu nhân của Tức Hầu là Tức Vĩ, nhan sắc tuyệt vời. Nhân khi về thăm cố quốc, ngang qua nước Sái, Sái Hầu mời vào cung thết đãi. Trong tiệc rượu, Sái Hầu giở trò sàm sỡ, Tức Vĩ giận lắm bỏ đi. Và khi ở nước Trần trở về nước Tức, nàng không đi qua nước Sái nữa. Nàng về thuật lại cho chồng nghe về thái độ của vua nước Sái. Tức Hầu đâm ra tức giận, định rửa giận. Phải chi tự mình rửa giận cho mình thì cũng được, ngược lại đi nhờ người rửa giận giùm, thế mới nguy. Tức Hầu liền sai sứ đem lễ vật sang cống nước Sở, là một nước mạnh, và mật cáo với Sở Văn Dương. Nước Sái cậy thế của nước Tề, không chịu phục Sở. Bây giờ quý quốc giả cách đem quân sang đánh nước Tồi, nước Tồi sang cầu nước Sái. Chúa nước Sái là kẻ nông nổi tất dội sang cứu,
Bây giờ nước tôi cùng quý quốc hợp binh đánh hẳn bắt được chúa nước Sái. Tất nhiên vua Sở mừng lắm. Quả thực nước Sái thất bại, Sái Hầu bị bắt. Vua Sở muốn giết nhưng có quân thần can gián, nên Sái Hầu được tha và được cho đầu hàng. Biệt mặt mẹo Tức Hầu, Sái Hầu cầm tức lắm. Một hôm vua Sở mở tiệc đãi Sái Hầu cho về nước. Có đoàn nữ nhạc ra múa hát, trong đoàn có một con hát ngồi gảy đàn, dung nhan rất đẹp. Vua Sở văn vương điền bảo con hát ấy đến mời Sái Hầu một chén rượu. Sái Hầu uống xong, đoạn tự rót lấy rượu, hai tay dâng lên để chúc cho vua Sở. Sở Giang Vương tiếp lấy, cười nói: "Hiền hầu xưa nay có được trông thấy một nàng nào đẹp lắm không?" Chúa nước Sái chợt nhớ đến mối thù với chúa nước Tức, nên nói: "Gái đẹp trong thiên hạ, tôi tưởng chưa ai bằng Tức Vĩ, thật là một tiên nữ trên đời." Sở Giang Vương hỏi: "Người đẹp thế nào?" Sái Hầu nói một mạch: "Mặt như sông Thu ma tựa hoa đào, người thước tha yểu điệu, thật tôi chưa thấy người thứ hai." Vua Sở nghe nói thích quá, dồn dập bảo: "Nếu vậy, ta sẽ được trông thấy Tức Vĩ mới thỏa lòng." Chúa nước Sái khích vào: "Với quy linh của đại dương thì một người đàn bà trong vòng thế lực của mình có gì là khó." Thế là vua Sở mượn tiếng tuần du đem quân sang nước Tức. Tức Hầu ra đón tiếp, mở tiệc thết đãi long trọng, bưng ly rượu chúc mừng vua Sở. Sở Giang Vương đỡ lấy, tủm tỉm cười nói: "Ngày trước ta cũng có một chút công đối với quý phu nhân, nay ta đến đây quý phu nhân lại không đáng mời ta một chén rượu hay sao?" Tức Hầu sợ oai nước Sở, không dám trái ý, dân dân dạ dạ, truyền vào cung gọi Tức Vĩ ra. Một lúc Tức Vĩ trang điểm xong bước ra sụp lại Sở Giang Vương. Sở Giang Vương đứng lên, Tức Vĩ lấy chén bằng ngọc rót đầy rượu, đoạn dâng lên vua Sở. Bàn tay trắng nõn nà hòa vào sắc ngọc như một. Sở Giang Vương nhìn đờ đẫn cả người, toàn đưa tay đỡ lấy chén rượu, nhưng Tức Vĩ lại khoan thai trao chén rượu cho cung nhân để dâng lên. Đoạn nàng cáo từ lui vào cung. Vua Sở nhìn theo, thần hồn mê mẩn như muốn đeo lấy gót son của con người ngọc. Trở về quán xá, vua Sở ngồi đứng chẳng yên, nằm không an giấc, trước mắt cứ thấp thoáng hình dáng tha thước kiều mỹ của giai nhân. Hôm sau Sở Giang Vương truyền bài tiệc ở quán xá, cho giáp sĩ phục cá xung quanh, rồi mời Tức Hầu đến dự. Tiệc đến nửa chừng, vua Sở dở giọng sai bảo: "Ta có công với quý phu nhân nhiều lắm, nay quân ta đến đây quý phu nhân lại không đáng gì ta mà khao thưởng hay sao?" Tức Hầu thưa: "Nước tôi nhỏ, khó mà khao thưởng cho đủ." Đại vương dạy như vậy, xin để chúng tôi bàn nhau. Vua Sở vỗ bàn quát: "Tên thất phu này dám bội ơn, lại dở giọng nói khéo để lừa ta. Quân sĩ đâu, hãy bắt lấy đó." Tức Hầu chưa kịp nói gì thì quân sĩ đổ ra bắt trói. Sở Giang Vương liền đem quân đi thẳng vào cung chúa nước Tức, tìm bắt Tức Vĩ. Nghe tin chồng bị bắt, Tức Vĩ nghẹn ngào báo: "Dắt hổ sói về nhà thì còn nói gì nữa." Đoạn chạy ra sau giường, toàn đâm đầu xuống giếng. Tướng của Sở Giang Vương là Đấu Bang vội chạy đến níu lấy giặt áo nói: "Phu nhân không muốn cho Tức Hầu được toàn tính mệnh sao? Tội gì mà hai vợ chồng cùng chịu chết?" Tức Vĩ không tự tử được, bị Đấu Bang đem nộp cho Sở Giang Vương. Thành công một cách dễ dàng, vua Sở nhìn giai nhân hân hoan vô cùng, lập tức phong làm phu nhân. Còn Tức Hầu thì cho an trí ở đất Nhữ Thủy. Thật là rước hổ sói về nhà như Tức Vĩ nói. Chúa nước Tức tức quá mà chết. Tức Vĩ má tựa hoa đào nên người thường gọi là đào hoa phu nhân. Tuy ở suốt 3 năm trong cung nước Sở, sinh được 2 con, nhưng tuyệt nhiên nàng không nói như Sở một lời nào cả. Vua Sở có hỏi tại sao không nói chuyện, Tức Vĩ sa nước mắt gầm mặt xuống, không trả lời. Sở Giang Vương càng gạn hỏi, nàng đáp: "Một thân này phải thờ 2 chồng, đã không biết giữ tiết mà chết, lại còn mặt mũi nào nói chuyện với ai nữa." Đời vua Thuận Đế nhà Nguyên, có nàng cung phi tên Hoa Tiểu Nga, được phong chức thục cơ nhất phẩm phu nhân. Nàng có thể chất rất lạ, má trắng ửng hồng, mỗi khi rửa mặt hoặc ra mồ hôi thì mặt lại càng tươi như hoa đào ngậm hạt lộ, sắc đẹp lộng lẫy thêm. Vua Thuận Đế gọi là yêu đào nữ,
gái Đào Tơ. Nhân đó, trong cung xưng tổng nàng là Đào Kiểm Phu Nhân. Trong cung quán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều có câu: án Đào Kiểm đâm bông não chúng, khỏe thu ba gần sông Huynh Thành. Má đào má hồng đều chỉ người phụ nữ tuyệt đẹp, nhưng tại sao số còn nặng nghiệp má đào, hay số má đào còn nặng nghiệp? Nghiệp là gì? Theo quan niệm thông thường khá phổ biến, cũng như mở đầu truyện Kiều, tác giả đã cho rằng người đẹp thường gặp cảnh gian truân, má hồng phận bạc, hay đấng tạo hóa thường đầy đọ người đẹp tạo vật đố hồng nhan. Trời xanh quen thôi má hồng đánh ghen. Trong tác phẩm Chinh Thủ Ngâm của Đặng Trần Côn cũng có câu: nữ sĩ Đoàn Thị Điểm diễn nôm, thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi trưng chiên. Xanh kia thâm thẳm từng trên, vì đâu gây dựng cho nên nỗi này? Tại sao người đấy, tại sao người gái đẹp lại thường lâm cảnh khổ đau? Vì ngoài định luật của tạo hóa, được dồi dào về cái này thì phải kém cỏi về cái kia. Và con người theo Phật giáo vì mang phải cái nghiệp, Kiều tự tử để chấm dứt cái nghiệp oan khóc ác nghiệt này, nhưng không được, vì nàng còn nặng nghiệp, vì nàng là gái đẹp má đào. Nghiệp định nghĩa như chữ phạn, cạt ma. Theo đạo Phật và đạo Bà La Môn, nghĩa là việc mình làm khiến cho mình luân hồi mãi. Nhưng sự may rủi, sướng khổ, hạnh phúc hay bạc phúc, được hưởng hay phải chịu ở kiếp này là do nghiệp tạo nên từ kiếp trước, và những việc mình làm ở kiếp này sẽ tạo nên nghiệp cho kiếp sau, luân hồi. Thuyết nghiệp đi đôi với thuyết nhân quả. Truyền Đăng Lục kinh điển của Phật giáo có nói: muốn biết nguyên nhân đời trước ra thế nào, ta cứ xem hưởng thụ của ta ngày nay. Muốn biết kết quả đời sau thế nào, ta cứ xem sự việc ta làm ở đời này vậy. Theo thuyết nghiệp cảm duyên khởi của Phật giáo, tức sự sinh khởi của vạn hữu trong vũ trụ, do nghiệp của con người mà cảm ứng. Do đó, có những từ như nghiệp báo là sự báo ứng của việc làm lành hay dữ. Nghiệp căn, cội rễ sinh ra nghiệp. Nghiệp chủng, hột giống sinh ra nghiệp. Nghiệp hệ khổ tưởng, tưởng thọ quá khổ trước tạo ra cái nghiệp. Nghiệp tướng, hình tướng, do nghiệp từ tâm vọng động sinh ra. Nghiệp thức, cái biết, do nghiệp từ tâm vọng động sinh ra. Nghiệp duyên, nghiệp và duyên theo nhau để gây thành quả báo. Số còn nặng nghiệp má đào, người đã muốn quyết trời nào đã cho. Như vậy cái số kiếp của Kiều, một phụ nữ đẹp còn phải chịu đựng nhiều gian nan, thì dầu có muốn trốn tránh cái số kiếp đời này bị trời đày đọ, trời vẫn không cho trốn. Người đã muốn quyết, cương quyết chết, trời nào đã cho nên phải sống cho trọn kiếp người yếu đuối. Liễu Bồ, chừng nào đến sông Tiền Đường mới chấm dứt cái nghiệp má đào? Nhưng chấm dứt bằng cách nào, nàng tự trầm ở sông Tiền Đường. Về sau, Kiều trầm mình tại sông Tiền Đường. Nhưng Kiều không chết, nhờ đạo cô Tam Hợp báo trước, nên phải giác duyên tìm cách cứu. Đánh tranh chụm nóc thảo đường, một gian nước biếc mây vàng chia đôi. Thuê năm ngư phủ hai người, đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông. Chưa chết như vậy, Kiều còn nặng nghiệp nữa chăng? Không phải thế, chưa chết cũng rủ sạch được nợ đời để chấm dứt nghiệp chướng. Nếu con người vẫn giữ được khí tiết, làm những điều ngay lành, dầu gặp nhiều gian nan, và cuối cùng sẽ được hưởng thụ điều hạnh phúc như triết thuyết của Nho Gia, Bỉ Cực Thái Lai, cũng như đạo cô Tam Hợp khi gặp phải giác duyên than thở cho hoàn cảnh đau khổ của Kiều. Làm cho sông đỏ thác đài, đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi. Nhưng rồi sư rằng sông chẳng hề chi, nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều. Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều, mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm. Lấy tình thâm trả nghĩa thâm, bán mình đã động hiếu tâm đến trời. Hại một người cứu muôn người,
biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng. Thửa công đức ấy ai bằng, túc khiên đã rửa lân lân sạch rồi. Cho nên trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nở trước đền bồi duyên sao. Và khi Kiều trầm mình được ngư khủ vớt lên, trong cơn mê Kiều lại nghe lời của Đạm Tiên thoang thoảng bên tai. Tâm thành đã thấu đến trời, bán mình là hiếu, cứu người là nhân. Một niềm vì nước vì dân, âm công cất một đồng cân đã già. Đoạn trường sổ rút tên ra, đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. Còn nhiều hưởng thụ về sau, duyên xưa tròn trẵn phút sau dồi dào. Như vậy Kiều đã tự mình chấm dứt nghiệp má đào. Cho nên đoạn kết truyện Kiều, tác giả có câu kết luận: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đường trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chỉ có tâm mới giải quyết được nghiệp. Cuối thời kỳ tam giáo đồng thịnh, tác giả muốn tổng họ phê phán chăng? Thank you.